Còn tại Bắc Giang, địa phương cho đến nay đang có nhiều ca mắc COVID-19 nhất trên cả nước, thì ngay sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm Hồi sức tích cực ICU tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh đang tiếp nhận và điều trị cho 21 bệnh nhân nặng. Với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất cả nước, cùng sự hỗ trợ giúp đỡ đắc lực của các chuyên gia y tế đến từ các bệnh viện lớn có kinh nghiệm, việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng của tỉnh Bắc Giang đã có những chuyển biến tích cực. Sau hơn một tuần có mặt tại điểm nóng Bắc Giang, 18 y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế được Bộ Y tế giao nhiệm vụ cùng với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai hoàn thiện Trung tâm Hồi sức tích cực ICU đặt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã hỗ trợ tích cực cho tỉnh trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Thì sau một tuần thì bắt đầu hệ thống setup và đưa vào hoạt động rất tốt rồi. Các anh chị đã hợp tác với nhau mọi phía từ công tác điều trị dưới sự chỉ đạo của chuyên môn của Bộ Y tế cũng như Bệnh viện Bạch Mai và đoàn chúng tôi thì đã trải qua nhiều lần COVID điều trị tại Huế trên 4 đợt như vậy thì chúng tôi đã có rất kinh nghiệm. Thì anh em đã hợp tác với nhau, hiện tại thì bệnh trị tiến triển càng ngày càng diễn tiến rất tốt. Trung tâm Hồi sức tích cực ICU đang điều trị cho 21 bệnh nhân COVID nặng, trong đó có một bệnh nhân phải thở máy. Ngoài sự hỗ trợ đắc lực từ các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế, trung tâm còn có sự hỗ trợ của hơn 40 bác sĩ là các chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực của Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị và hơn 100 điều dưỡng đến từ các bệnh viện lớn trong cả nước. Đây là một cái sự quan tâm và cái sự ủng hộ rất lớn của Bộ Y tế cũng như là các cái tỉnh bạn thì đã cử các cái chuyên gia đầu ngành gọi là chuyên sâu và gọi là tinh nhuệ nhất về hỗ trợ tỉnh nhà. Thì chúng tôi thấy rằng là các bác sĩ ở đây thì cũng đã học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm chuyên môn của các cái chuyên gia. Và cái kết quả điều trị thì cũng thấy rằng là bệnh nhân được cải thiện rất là rõ rệt. Với sự giúp sức của đội ngũ chuyên gia, các y bác sĩ trong việc phân tuyến, chuyển tuyến và chuyên môn sẽ nâng cao năng lực điều trị, hạn chế tối đa diễn biến nguy kịch biến chứng nặng cho bệnh nhân COVID-19 của tỉnh Bắc Giang.